Em nghĩ là vì sao Việt Nam mình làm chưa tốt là bởi vì thật ra Fun and Games ở Hollywood người ta gọi nôm na đây là cái phần để tiêu tiền. Đây là cái phần để xài tiền, để quăng tiền, để đốt tiền. Tức là Fun and Games là những cái cảnh và những cái tình tiết mà mình hoàn toàn có thể scale nó lớn nhỏ tùy vào budget của mình. Ví dụ như là một cảnh đua xe, ok, bây giờ mình đua xe nó mức nào đây? Đua xe ở sa mạc hay là đua xe ở trên biển, đua xe ở trên trời, trên núi này kia, mình tùy vào cái tiền của mình để mình cho nó, để cho nó bự lên. Nhưng mà thường Fun and Games á, thì người ta nói nôm na là tiền càng nhiều thì cái Fun and Games nó càng vui. Thì ở Việt Nam mình thì em nhìn thấy là đa số các phim á, thì cái phần Fun and Games, cái phần chiêu và trò này á, nó chưa có được hút để cho khán giả đi coi. Ví dụ như là mình xem cái trailer của một bộ phim thì mình không nhìn thấy rõ là cái hứa hẹn mà mình được xem phim, khi mà mình xem cái phim này thì mình sẽ được xem những cái chiêu và trò gì trong cái phim đó. Mình chưa được nhìn thấy cái hồi hai cái Fun and Games đó. Ví dụ như là Người Vợ Cuối Cùng thì cái Fun and Games mà em đang nhìn thấy là một cái câu chuyện về đấu đá ở trong cái gia đình đó, nhưng mà cuối cùng thì khi mà xem phim đó thì em thấy là nó bị quá nhiều cái, tức là nó vẫn là câu chuyện đi ngoại tình của cô Linh với lại cái anh chàng bắt cua này thôi, và em nó không được giống như cái hứa hẹn ban đầu mà em được được hứa hẹn là một câu chuyện nó liên quan đến gia đấu nhiều. Bởi vì trong cái trailer của nó là show rất nhiều cảnh là những cái người phụ nữ trong nhà này đố kỵ nhau và lập âm mưu nhau, nhưng mà gần như là thời lượng của chiêu và trò trong Người Vợ Cuối Cùng chỉ đang là câu chuyện ngoại tình và câu chuyện làm sao để mà ngoại tình không bị phát hiện.